Bên cạnh việc nỗ lực truy vết khoanh vùng, thì các cơ quan chức năng cũng cần mạnh tay xử lý cảnh vì cố tình làm lây lan dịch bệnh. Mới đây, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Dương Tấn Hậu là tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, ngày 14 tháng 11 năm 2020, Dương Tấn Hậu đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam được cách ly tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý tại số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11. Tuy nhiên, hậu không thực hiện nghiêm quy định về cách ly tại khu vực cách ly và trở thành bệnh nhân số 1342 sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 từ một bệnh nhân khác trong cơ sở cách ly. Dù mắc bệnh nhưng hậu tiếp tục không tuân thủ quy định khi cách ly tại nhà, khiến lây bệnh cho ba người khác. Trước đó Dương Tấn Hậu bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can để điều tra về tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật hình sự. Hiện tại Dương Tấn Hậu được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.